thân mến, Phương Mai Như Huỳnh giới thiệu cho cả nhà mình dảo siêu nụ. Trời ơi, hôm nay nó nở hoa quá chừng luôn cả nhà. Đây, nó nở rộ nè. Đây cả nhà thấy nè, cái phơm hoa nó cũng to nè quý khách, 8 đến 12 cánh ha. Và đặc biệt nó rất là nhiều nụ nha. Một cây nó chỉ cao khoảng cỡ 4 tấc thôi, 4 tấc rưỡi cả nhà. Nhưng mà nó cho hoa nè cả nhà, quá trời luôn. Rồi quý khách thấy ha, cái gốc ghép với cái chột bây giờ nó xem nhau rồi. Và đế nơm luôn khách, đó đế nơm luôn. Thì cây như thế này Quỳnh bán là 101 một cây ha. Và 4 cây thì Quỳnh sẽ bao phí vận chuyển tới nơi cho cả nhà mình luôn. Và 10 cây á, thì em sẽ tặng một cây ha. Đây cái đế nơm nè. Và cách thấy là nụ á, Tết đó cả nhà, nó nhiều dữ dằn lắm nên là người ta mới đặt nó là cái siêu nụ. Và nó chính là phiên bản sao của dảo Hữu Đức nha. Đây hoa của nó nè, đẹp vô cùng luôn ha. Rồi cả nhà thích siêu nụ thì alo em, nhìn y như một rừng hoa mới nở luôn á cả nhà đó. Rồi một loại tiếp theo nữa em giới thiệu với cả nhà mình á, đang có hoa luôn, đó là cúc bi. Nó rụng hết một cánh này nè cả nhà, hơn một bông rồi nè. Đây cúc bi ha, đây cả nhà thấy nè, nguyên một chùm của nó ha. Đó hoa chùm như thế này luôn. Và cúc bi á, là do cái búp của nó tròn như viên bi nên gọi là cúc bi cả nhà, hay còn gọi là cúc bi tiên sinh á. Thì loại này em bán là chỉ có là 70.000 một cây thôi, 70.000 một cây ha. Cao khoảng cỡ 4 tấc, 3 tấc rưỡi, 4 tấc. 10 cây là em tặng một, và 4 cây là em bao ship nha. Đây nó tròn như viên bi như thế này nè cả nhà, đó toàn do luôn ha. Rồi đây là cúc bi. Rồi bên này, bên này còn có cúc cam nữa. Cúc cam thì là màu cam cà gót cả nhà. Hoa của nó cũng rất là đẹp luôn. Và hoa đặc biệt là nó đậm ha. Thì cúc thì nó nhiều cánh nha, khoảng mấy chục cánh. Thì loại này em bán là 70.000 cây luôn. Và 4 cây thì em Huỳnh bao ship. Và 10 cây thì em tặng một nha. Đó, cây rất là đẹp. Rồi bên này một loại có đang có hoa nữa, đó chính là hoàng hậu nha. Cúc hoàng hậu á cả nhà. Đây cái hoa của nó như thế này đây, cúc hoàng hậu. Đó, cái phơm của nó nè cũng rất là đẹp ha. Thì nhiều cánh. Và hoàng hậu này Quỳnh bán là chỉ có 70.000 cây à, cây cao khoảng cỡ 5 tấc luôn ha, rất là dài. Rồi bên đây là cúc tư long nè cả nhà, hay còn gọi là cúc mười dương. Thì nó cao, nó cũng khá cao và khỏe, nó khoảng cỡ 50 cm luôn, chỉ có 70.000 cây luôn ha. Đó, quấn đế đủ kiểu nha, có chèo có nhánh luôn cả nhà, cây rất là đẹp. Rồi và đặc biệt nữa đó là Quỳnh có một cái lô, hai cái lô sắn. Đây lô sắn cực rẻ luôn. Thì cái sắn này gốc nó to nè cả nhà, gốc nó to, nó khỏe, nó cỡ như mấy ngón tay em luôn ha. Thì giá chỉ có là 90.000 cây, 4 cây Quỳnh bao ship, 10 tặng 1 luôn. Đó sắn. Rồi bên này VIP hơn nữa thì cái sắn này á là nó tua tủa như thế này luôn, quá trời nhánh luôn cả nhà. Em ghép cực kỳ ngắn thóc thân nè nên nó ra cái chèo rất là nhiều. Và bây giờ là mình lấy bo được mấy chục cây, mấy chục bo một cây nha. Thì cây như thế này là 150 cây ha, và 4 cây em bao ship. Đây cả nhà thấy nó, cái vàng nụ của nó nè, và quắn cực xoắn luôn. Đây nó cái đường quắn của nó rất là quắn cả nhà. Nhìn giống mấy cọng mì ha. Và rồi em giới thiệu cho cả nhà mình loại nữa. Đây cái loại này là Phú Tân nè, nhưng mà Phú Tân này là 12 cho đến 24 cánh ha. Thì bây giờ em thấy nó lên được mấy cái cơi đọt, nó cao cao rồi nè, 100.000 cây cả nhà. Và 4 cây Quỳnh bao ship ha, 10 em tặng 1. Rồi ngoài ra thì Quỳnh còn có là cái giống Ngọc Mai cả nhà. Ngọc Mai thì hoa của nó là 8 đến 12 cánh nha. Hoa nó đẹp cả nhà. Nó nhạt hơn cái màu vàng, nhưng mà cái cánh hoa nó cũng khá to và rất là lạ. Mẫu này em bán là 70.000 cây ha, 4 cây em Huỳnh bao ship và 10 tặng 1. Cái gốc nó rất là đẹp luôn cả nhà, rất là quái và đẹp luôn. Rồi bên này ai mà thích cái bông như bông sen nhỏ nhỏ úp vào á thì là 150 cánh cả nhà. 150 cánh nó nở từ từ ha, và nó xè từ từ rất là đẹp luôn. Mẫu này em bán là 70.000 cây ha, và 4 cây thì em cũng bao ship. Còn bên này nó hai cái tầng rõ rệt luôn, tôi đặt nó là cúc hai tầng nha, và của Quỳnh Tấn Phát nha cả nhà. Thì mẫu này em bán 70.000 một cây, 70.000 một cây. Do nó mạnh và nhặt mắt nên thành ra là mình cũng lấy bo được, nó ngắn cả nhà, nó không cao. Rồi siêu bông Sài Gòn nha, siêu bông Sài Gòn thì 125.000 một cây, 4 cây em Huỳnh cũng bao ship. Bên này cả nhà, dảo bạch kim đây, lá cẩm thạch hoa màu vàng 100.000 một
một cây đó, đá cẩm thạch như thế này nè. Rồi cúc vip luôn, cúc vip cũng 100.000 một cây, à, cao thì là 100.000 một cây cả nhà, cao như thế này nè đó. Còn nếu mà ngắn ngắn thì 70 nha, ngắn ngắn như thế này là 70. Rồi à, còn rất là nhiều loại nha cả nhà, ví dụ như không nhị hoàng huyết long nè, cả nhà thấy không, đứng xa như vậy mà cây nó dài nè, mình lấy được nhiều bo nha, tận dụng rất là nhiều bo. Còn không thì nó cũng có chèo nè, về mình trồng đó. À, rễ thì rễ quái, lò xo các kiểu ha. Đây cả nhà, 70.000 một cây luôn, cây nó cực kỳ tốt ha. Rồi bên này cả nhà, hoa hồng thanh tú, mình thích cái lá đỏ đỏ thì mình chọn hoa hồng thanh tú ha. Và cái hoa của nó y như phơm bông hồng luôn. Thì mẫu này em bán là 80.000 một cây, cây cao khoảng cỡ 3 tấc, 4 tấc. Đó, 80.000 cây, đế đẹp. Đế nè, đế rất là đẹp cả nhà, đế củ nở, lò xo quái các kiểu. Đây, đế quái nè cả nhà. Đó, nói chung là bên vùng Mai Huỳnh thì hay chú trọng cái phần đế á, để cho cả nhà mình có được cái cây, mình trồng cây zin ha. Trồng cây zin thì nó đẹp, mình trồng lên nó lớn như cây zin luôn. Trời ơi, đây cả nhà. Đó, đây là 7 tầng nha, hay còn gọi là tiếng ong. Loại này hôm nay Huỳnh bán với giá là 90.000 một cây nha. Và 4 cây Huỳnh bao ship 10 tặng 1, 7 tầng. Quá trời chèo bo luôn. Rồi ngoài cái hàng hoa hồng 80 có 100 nữa, nó cao hơn chút cả nhà. Rồi bên này phú quý, dảo phú quý là 80.000 một cây. Ai thích cái dảo mà nó ấp vào á thì phú quý ha, dảo cũng là dòng dảo xưa. Hoa rất là đẹp. Rồi bên này có họ hương, họ hương này là họ hương chỉ có 55.000, chỉ có 55.000 một cây luôn cả nhà, 55.000 một cây luôn. Đó, 4 cây thì em Huỳnh bao ship và 10 cây thì em tặng 1 nha. Họ hương. Rồi, rồng bay 70 luôn. Rồng bay 70 cả nhà. Ngoài ra thì em Huỳnh còn đây Thủ Đức 100. Thủ Đức 100.000 nè, cũng liền cốt cả nhà. Đó, em ghép cái em đang trong cái chậu C6 ha. Nó cao khoảng cỡ 4 5 tấc mình cũng thể lấy bo được. Này hàng này 100.000. Rồi. Ngoài ra thì Quỳnh có một cái lô mai đại lộc rất là đẹp, đẹp về đế, về tàn và cái cốt luôn. Cái cốt của nó là cỡ như mấy ngón tay Quỳnh ha, 2,5 mùa rồi. Hàng này thì nó thuần chậu luôn cả nhà. Đây, cái cốt của nó nè, to ha. Đó, quấn rễ lộn xộn nha, quấn rễ tùm lum tùm la hết. Quái này kia cả nhà, củ nở nè, cái củ rất là to ha, liền cốt luôn rồi. Liền cố em thấy 100% luôn rồi. Đây, hàng này em bán 180 một cây, 4 cây bao ship và 10 cây thì tặng 1 nha. Rồi, bên này là siêu phẩm, siêu hot và đang rất là hút luôn, đó chính là dảo nhung. Đó, cái dòng dảo nhung này cả nhà 2,5 mùa rồi, cả nhà thấy không? Rất là tùm nè. À, đặc biệt đó là loại này thì nó liền cốt luôn, củ nè, củ đế nè cả nhà. Đó, nhìn ha, rất là đẹp nè, tàn nó đều rồi đó. Loại mẫu này em bán là 225.000 một cây, 4 cây em Huỳnh bao ship 10 em tặng 1 nha. Dảo nhung, dảo một nhung mà có được 2,5 mùa như thế này thì phải nói là đang rất là ít nha cả nhà. Đó, dảo nhung. Rồi thì loại này em bán 225 ha, 4 cây em bao ship. Và rồi trong này Huỳnh có kem bạch kim nè cả nhà. Kem bạch kim là lá cẩm thạch hoa màu vàng á. Mẫu này em bán 120 một cây. 120 một cây nha. 4 cây em Huỳnh bao ship 10 tặng 1. Đây có cây nó cũng dài thường thuộc luôn nè. Đó, kem bạch kim hoa màu kem, lá cẩm thạch hoa màu kem. Rồi, ngoài ra có bạch mai thái luôn. Bạch mai thái thay 90 luôn. À, bạch mai tân tân. Bạch mai tân tân thì cũng 90 luôn ha. Rồi. À, và vườn Huỳnh thì có rất là nhiều loại nha, quý khách thích loại nào thì alo cho Huỳnh. Mến chào và hẹn gặp lại cả nhà mình video sau.